cho đến bây giờ nè, nhân viên của công ty không có ai mẫu mực hết, thì làm sao tôi để đơn lên tổng để mà duyệt khen thưởng chứ? Làm ăn như vậy mà khen thưởng cái gì? Dạ thưa sếp, có một người rất là điển hình mẫu mực đang đứng cạnh sếp đây, chính là em ạ. Đây, dạ thưa sếp, còn một ví dụ điển hình nữa rất hay đi muộn của công ty, dạ đó là Bảo Trinh ạ. Tại sao cô đi làm muộn như thế này hả? Dạ sếp ơi, thiệt ra là em đi làm rất là sớm, nhưng mà tại ra đường á xe nó kẹt quá à sếp ơi. Đừng có lý do này lý do nọ, đúng không? Rồi. Tôi đã kêu công đoàn phạt nghiêm khắc đối với người đi làm trễ. Mà nhắc tới công đoàn tôi mới nhớ. Trần Quỳnh đi làm chưa hả? Dạ thưa sếp, Trần Huỳnh không bao giờ đến công ty trước 9 giờ. Cậu ta là người đi muộn điển hình nhất của công ty. Dạ em chưa? Dạ, Trần Huỳnh đến rất sớm. Cái mặt người ta đã nói hàm hồ rồi. Nếu cậu nó đi làm sao từ nãy giờ không thấy cậu hả? Dạ từ sáng sớm em đến công ty không có một ai, nên em vào toilet ngồi chơi cho đỡ buồn. Thấy là làm ăn Trần Quỳnh đúng không? Học hỏi Trần Quỳnh nha. Dạ thưa sếp, đã giới thiệu được ai để khen thưởng lên tổng công ty chưa ạ? Tôi cũng đang tìm người đây, nhưng mà nhân viên của mình ý thức kém quá, ai cũng đi làm muộn hết, thì làm sao mà tổng công ty khen thưởng được? Dạ. Tôi chán quá rồi. Dạ sếp ơi, em Diêu Quang, phá rừng thì người ta gọi là lâm tặc, cướp biển thì người ta gọi là hải tặc, đúng rồi. Rải đinh thì người ta gọi là đinh tặc. Quá trời. Còn bạn bè chơi xấu nhau thì người ta gọi là cái gì hả? Bạn tặc. Cậu đúng là một thằng bạn tặc. Tại sao cậu biết được cái thông tin là khen thưởng mà cậu không chịu nói với tôi? Cậu còn tố cáo tôi đi làm muộn nữa là sao? Nè, sao tự nhiên lại chửi tôi? Chửi gì? Tôi chưa kịp thông báo với ông thôi nhé. Cùng lắm là tôi mời ông đi ăn trưa. Tôi không đi ăn với những thằng bạn tặc. Trời ơi, đói quá trời ơi. Khách nào bây giờ? Tại sao giờ này mọi người đi ăn cơm chưa ai về hết trơn? Không, không được. Trần Quỳnh ơi, cố gắng đi Trần Quỳnh ơi. Chỉ còn mấy phút nữa thôi là đến đầu giờ chiều làm việc rồi. Sếp Tài đến đây sẽ thấy là mình là người đúng giờ nhất. Ráng lên. Ôi giời, đói quá. Ôi, vị cứu tinh đây rồi, thạch rau câu lâu hải. Quà tặng từ thiên nhiên. Ăn đỡ đói, ăn đỡ đói. Ôi giời ơi, ơi, ơi giời. Đây. Bảo vệ dưới nhà bảo là có thằng cha nào đâm vỡ đuôi xe em rồi đấy. Xuống xe thế nào đi, nhanh lên. Chừng chết rồi, xe của tôi. Nhanh lên. Xe của tôi. Ôi, cậu Trần Quỳnh làm tôi điên lên được luôn. Giờ này mà chưa chịu về làm việc nữa, tôi có cái bộ hồ sơ gửi lên tổng công ty nè, mà cậu ấy đồng tròn không mất tiêu luôn. Duy Hoàng, tại sao cậu dám chơi tôi hả? Bảo vệ chửi tôi không ra gì hết. Sếp ơi sếp, Duy Hoàng chơi em. Thì đó là chuyện của hai cậu, tự giải quyết đi. Nè, cái bộ hồ sơ này là bộ hồ sơ khen thưởng nè. Dạ. Cậu gửi lên tổng công ty này cho tôi. Dạ. Bữa nay là hạn chót rồi. Dạ. Sếp ơi, đã tìm được người xứng đáng chưa ạ? Tìm rồi. Ủa? Tôi tìm rất là kỹ càng. Dạ. Người này nè, đi làm sớm mà dạ, về muộn, không? Chăm chỉ làm việc. Vâng. Và được mọi người trong công ty yêu mến. Ủa? Công ty mình có người này sao ta? Ai vậy? Trời ơi, cái bảo trên đây tôi thất vọng vì cô quá người dạ, đó mà cô không biết làm sao. Ai ạ? Tôi nè. Ai, Duy Quang, cậu vừa giấu cái gì đấy? Không, đang uống cà phê. Có không? Đây, cà phê, lấy cà phê. Cái gì đây? Tại sao dám mang hộp cơm vào công ty hả? Nói nó nhỏ thôi, tôi bị bệnh dạ dày, mà ăn ở ngoài vợ nó không yên tâm cho nên phải mang cái này đến đây. Sếp phụ tao mà biết là chết cậu đấy. Chết cái gì? Tôi không biết, tôi chỉ lo cho cái dạ dày của tôi thôi. Sếp Tài mà biết thì ông đừng là bạn tôi nữa. Hình như là em đang cao lên đấy. Ừ, đẹp đấy. Tối nay uống cà phê với anh nhé. Tối nay á? Ừ, tối nay. Chết rồi, em lại có hẹn đi nghe thơ ở câu lạc bộ thơ rồi. Hay là anh đi nghe cùng em luôn? Trời ơi, bực mình muốn chết à. Mới sáng mới vô chỗ làm, mới ngồi xuống thấy nguyên cái xương cá dưới gầm bàn á. Không biết con quỷ trục nó đem vô nữa. Trời ơi, gớm nó. Tại sao tòa nhà lại có xương cá được? Sạch sẽ như thế này mà. Này, Bảo Trinh, có khi nào chị nghĩ có ai mang đồ ăn đi rồi cất không cẩn thận nên mới có chuột như thế chứ? Cũng có khi anh quên. Anh quên đây. Anh quên đây. Anh là chủ tịch công đoàn, anh phải giải quyết chuyện này cho em đó. Dư Quang, lại biểu. Cái gì? Cậu phải dừng ngay cái chuyện mang cơm hộp đến công ty đi. Mọi người nghi ngờ đấy. Nghi ngờ cái gì? Ai nghi ngờ? Này, cậu ăn cơm như thế nào? Thả xương cá tùm lum, chuột nó tha ngay vào phòng Bảo Trinh. Bảo Trinh kêu tôi phải điều tra vụ này. Thì cậu cứ nói là điều tra rồi nhưng không thấy gì. Tôi đi đây. Trời ơi, sếp Tài mà biết là chết cả lũ. Trời ơi, bạn muốn đẹp. Cái gì? Công ty mình có chuột. Chuột gì? Chuột gì mà có? Tòa nhà sạch sẽ như vậy làm sao có chuột? Thiệt mà, em vừa sửa máy tính của Mimi nè. Em mở ra, thấy nguyên con chuột ngồi ăn xương xào chua ngọt. Trời ơi, ăn nát dây điện máy tính luôn. Ôi trời.
công ty mình lúc này rất là nhiều chuột. Tại sao cậu là chủ tịch công đoàn mà không giải quyết? Cậu làm tôi thất vọng quá. Nhân dân công đoàn em đang điều tra vụ này sếp à. Trời ơi, cái chuyện có chút xíu gì mà điều tra cũng xong lần sau ha? Hay là cậu à, cậu ăn quà giặt mà đem lên công ty ăn phải không? Dạ, không không ạ. Em đăng ký cơm đàng hoàng ở canteen 700.000 một tháng đấy sếp. Chưa bao giờ em mang cơm lên công ty này hết. Dạ, hứa rồi mà. Ai mang cơm lên công ty? Ai mang cơm lên công ty? Sao em biết? Sếp, chết rồi sếp ơi. Bản hợp đồng của sếp bị chuột gặm hết rồi. Ôi, ôi trời ơi. Đi đâu đấy? Hả? Vào toilet ăn cơm. Ra ngay. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng có mang cơm hộp vào công ty. Mấy ngày hôm nay sếp tài chữ tôi liên tục. Phải chứ mày vậy hả? Cho tôi ăn nốt bữa này, sườn xào chua ngọt ngon quá. Bây giờ vẫn mua em không? Tôi đi tôi mix sức. Dừng lại này, đừng mạnh. Mày thì bỏ liền. Đi. Trời ơi trời. Đó, mùi như vậy đó, làm sao mà chuột nó không ghé đến. Mà, ui, ngon nhỉ. Ngon đấy. Ngon không? Ngon. Ngon. Ê, anh đừng bỏ đồng xu vào nữa, máy cà phê hỏng rồi đấy. Anh đã kêu người sửa từ hôm qua rồi. Anh kêu thợ sửa kiểu gì từ sáng đến giờ, em mới lập trình mất 10 đồng rồi đấy. Trong đó có 4 đồng của Trình nữa đó. Ôi giời ơi, sao có chuyện đó được. Đây này, bỏ vào, phải từ từ thôi rồi đợi nó. Bấm này, thấy chưa? Ủa sao đấy? Này. Sao đấy nhỉ? Này. Đấy, em đã bảo rồi, máy hỏng rồi. Bây giờ làm thế nào lấy lại được tiền hả anh Huỳnh? Có gì đâu, thì mất rồi thì thôi. Trời ơi, ba cái chuyện ba lăng nhăng mà nói tới nói lui hoài. Em mà sống cái kiểu đó làm sao em giàu nổi, hả? Bực mình cái máy cà phê này quá đấy. Thằng Quỳnh ơi, hôm qua cái máy đã hư sửa rồi, tại sao nó hư nữa làm sao? Dạ có sửa, đây nè em nói từ từ cho sếp nghe nè. Cái chỗ rút tiền hôm qua nó bị kẹt. Rồi em mới kêu thợ vô sửa, nhưng bữa nay lại bị sang bệnh khác nữa. Trời ơi, bây giờ tôi không cần biết cậu làm cái gì, nhưng mà sửa cái máy cho tôi. Dạ. Tôi thiệt tình. Ôi là trời. Này, chỗ bạn bè tôi hỏi thật, cậu làm gì với cái máy? Làm cái gì? Cái chỗ rút tiền nè, nó bị kẹt. Xong mà tôi mới chạy xuống dưới nhà, tôi kêu ông thợ sửa xe hơi, ông lên ông gõ mấy cái là được. Cậu mắc bệnh đại khái rồi nhé, tự sửa đi. Ôi trời ơi, bạn bè với nhau không giúp rồi còn nói ổng nói yêu. Thôi được rồi, tôi tự sửa lấy. Duy Hoàng ơi giúp tôi một cái, tôi đứng bên này, tôi không nhìn thấy được bên này. Cậu qua đây đứng đi xem có điều gì bất thường nói hộ. Thôi, chiều đi giá đi massage, chịu không? Sao? Tôi phát hiện. Nói đi, cái gì? Không ai cắm điện là sao mà nó chạy. Cái điều tôi phát hiện còn hay hơn cậu nha. Cái gì? Có một kẻ hở ngay chỗ thùng đựng tiền. Thì sao? Thò hai ngón tay vào lấy được tiền xu ra đấy. Ý cậu là mình rút phích cấp điện, tôi sẽ lấy tiền. Mình sẽ được uống cà phê miễn phí cả năm. Một đồng. Hay quá. À, này, từ nãy giờ có nhớ rút phích cấp điện ra chưa? Đúng rồi. Rút rồi. Còn không là tới bị gì vậy? Không sao. Nhanh. Đây. Cô gái. Xu ra, có người lấy làm chi? Lấy tiếp. Mai. Cái gì? Mai, rút tay ra, Mai vào. Ôi chết rồi, bạn ơi. Tôi bị kẹt ngón tay rồi. Hai anh vẫn chưa về à? Chưa. Anh đang sửa máy. Anh sửa máy cà phê á? Ôi. Cái máy này hỏng lâu thế nhở? Để em xem nào. Thôi, em về trước đi. Cái gì? Em phát hiện ra rồi. Hóa ra máy hỏng là vì không cắm phích. Đúng rồi.